Mến chào toàn thể các anh em thân mến, cũng như là 500 anh em gần và 500 anh em xa và cộng lại là 1.000 anh em. Rất là vui khi mà hôm nay được tái ngộ cùng anh em trong cái clip mới nhất của mình. Thì cũng như đã hứa trước Tết với anh em thì mình sẽ sau Tết mình có thời gian rảnh mình sẽ làm một clip cụ thể hơn, chi tiết hơn để mà chia sẻ cho anh em nhiều cái kinh nghiệm hơn để mà làm bộ tiết kiệm xăng cho xe mình. Thì mình cũng rất là vui, trong thời gian qua thì mình cũng được hơn là những cái video của mình đăng lên thì cũng được hơn 70.000 lượt xem và cũng cỡ cả trăm mài 200 anh em đã kết bạn Zalo của mình, cũng trao đổi, và trong đó cũng có trăm mấy anh em đã tự mình làm thành công cho mình. Và rất là vui khi mà anh em đã chia sẻ và đã có một cái lời động viên và chúc cho mình những cái năm mới vui vẻ. Thì mình hôm nay nhân việc video này mình cũng gửi lời cảm ơn đến anh em đã chúc cho mình những cái lời trên năm mới may mắn. Thì mình ghi nhận lời chúc của anh em và mình cũng gửi đến tất cả các anh em đang xem video và những anh em gần xa là một cái năm mới là vui vẻ, may mắn và phát đạt thành công trên mọi lĩnh vực công việc, vạn sự như ý. Rồi đây mà không mất thời gian của anh em thì hôm nay mình sẽ trở lại vấn đề chính là cái bộ tiết kiệm xăng. Thì hôm nay mình sẽ nói trực tiếp về những cái mà cái thắc mắc của anh em cái dạo này gần đây đã comment và đã nhắn tin qua Zalo cũng như là những cái comment trên cái mấy clip của mình, là anh em có thắc mắc hai vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề là làm như vậy thì nó có sai với thông số của nhà sản xuất hay không, rồi có chạy có hại máy gì không, hoặc là rồi thứ hai nữa là tại sao mà không làm trực tiếp trên những cái xe cho anh em dễ hiểu hơn. Thì hôm nay thì mình sẽ chi tiết hơn cho anh em hiểu vấn đề này. Thì trước tiên thì mình sẽ chỉ cho anh em sơ qua đi cái cách làm cho xe số xe cái loại xe mà có cái co sắt đó. Cái co sắt nó không, rồi đây là các anh em thấy cái co sắt không, cái co sắt nó không có cái lỗ này nè, mình phải làm như thế nào. Có anh em có số xe thì có co sắt thì nó rất là dễ làm rồi, nhưng mà xe này không có co sắt thì phải làm sao. Đó, xe không có sắt thì anh em đây là cách làm của mình. Nó thì anh em chỉ cần việc là đó, ngay chân chỗ cái boe này nè, nó ngay chân chỗ boe đó. Anh em chỉ cần vừa một lỗ lấy cái vòi xe đạp gắn vô trong này, gắn vô chỗ boe. Đó, rồi gắn cái lấy cái đầm cái đầu xe đạp đâm vô trong này gắn vô. Nó rồi chuyền cái dây vô đây, rồi đây là cái cổ xe, em thấy cái cổ sắt không, khoan một cái lỗ cổ sắt, rồi dùng cái vòi xe đạp cắt cái đầu bỏ dặn vô trong này cho nó làm một cái lỗ thông, rồi vậy là làm vô. Nên anh em đơn giản vậy là xong rồi đó, có gì khó đâu, rất là đơn giản vậy thôi. Rồi có một số anh em hỏi là tại sao mình không làm, thì nó anh em cũng thông cảm là anh em mình ra cũng 5-7 clip chứ không phải là một clip. Anh em cứ nghĩ là giống hệt như anh em xem phim đi, anh em muốn xem tập 5, tập 6, anh em hỏi tập 1 nói như thế nào, giới thiệu sao, thì anh em cũng phiền anh em là nên vào kênh của mình. Vào kênh của mình rồi xem lại những cái clip đầu tiên mình đăng và cái clip thứ hai kế tiếp, anh em sẽ tự động mình giải thích cực kỳ cụ thể luôn, rất là dễ hiểu. Đó, thậm chí hôm qua hôm kia đó có một cái một cô em gái ở Hà Nội đã kết bạn Zalo của mình và đã mình chỉ xem clip của mình một lần thôi là em ấy đã có thể vẽ được cái sơ đồ lại trang luôn, cách làm hỏi mình gì có đúng cái đúng hay không, mình thấy rất là ngưỡng mộ em ấy. Xem mua một lần clip mình có thể vẽ được bản đồ cái cách cấu tạo và cái cách làm y chang như hình ảnh, rất là hay. Chẳng lẽ anh em là người ta phụ nữ ta làm được, không lẽ anh em xem hình rồi cụ thể gì mà làm không được nữa sao. Đó anh em, coi bây giờ mình cho anh em xem đây. Đây là cái xe Attila của mình. Anh em xem không? Mình tháo cái bộ thiết này, đây anh em xem nè, đây là bình xăng con nè. Đó, mình tháo cái bình xăng con ra luôn để chứng minh cho anh em là gắn cái bộ này vô là không cần bình xăng con, không đụng chạm tới bình xăng con luôn. Anh em thấy cái co sắt không? Co sắt chỗ này. Đó, coi đây là cái co sắt.
Đó, cọ sắt. Rồi đây là cái phần của cái boe. Đó, phần của boe. Rồi đây là cái van chữ T. Van chữ T. Đó, anh em thấy cái ống đường ống không? Đường ống đáng lẽ là nó tự dẫn đó, anh em thấy nhìn, nói chung là anh em nhìn là anh em hiểu rồi, mình không cần giải thích nữa, tại những video trước mình giải thích quá nhiều rồi. Thì hôm nay mình chỉ sơ lược cho anh em cái cụ thể gắn trực tiếp trên xe, đây là hình trực tiếp trên xe luôn đi. Những cái vấn đề giải thích thì nếu mà nói nhiều quá thì nó sẽ đi rất là xa, rất là sâu, có thời gian rất là dài. Xem những anh em xem rồi thì xem lại nó cũng chán, tại vì cái phần sau nó, cái phần những cái phần cái phần sau một phần mình nói là, rồi hồi phần sau mình sẽ giải thích cho anh em hiểu là cái nguyên lý như thế nào, rồi chạy hại máy hay không, rồi xe tiết kiệm bao nhiêu là vừa, mình sẽ nói để mình sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em. Bây giờ mình cho anh em xem qua một cái sơ lược thôi, rồi gắn trực tiếp lên xe là nói vậy. Anh em thấy mình tháo bình xăng con luôn thấy không, mà vẫn gắn được thì chứng minh là nó cái bộ đai gắn không đá đụng tới bình xăng con hết. Đây là nguyên bản gốc đó, anh em xem đi, anh em xem hình đó. Nếu anh em xem không hiểu thì anh em có thể là chụp ảnh màn hình lại, rồi từ từ anh em xem nghiên cứu lại những cái này mới làm nha. Rồi mình cũng chia cái góp ý nhỏ luôn, những ai mà thợ thầy thì biết kinh nghiệm thì cũng đừng bắt bẻ mình, tại vì đây giờ mình chỉ nói nhanh gọn mau lẹ những đẩy chính thôi, nói những cái cách giống như là nói kiểu rút gọn đó cho số anh em ta hiểu nhanh hơn thôi, chứ mình không có giải thích chi tiết được. Nhưng mình giải thích từ chi tiết thì thực tế là có anh em nghe thì nghe, nhưng mà thực tế anh em cũng không hiểu đâu, không hiểu gì hết. Cho nên mình nói nhanh gọn mau lẹ, nói cái cách nào mà cho anh em dễ hiểu nhất. Thầy thợ cũng đừng có bắt bẻ mình, tội nghiệp đừng ném đá, nhà mình giờ xây rồi mình không có cần để mà gạch đá nữa đâu. Nếu mà có số anh em ném đá thì mình cũng sẵn sàng chịu thôi, chứ không biết nói gì hơn. Đây là xe tay ga thì cách gắn là nó gì đó, anh em thấy xe tay ga cách gắn nó gì đó, rút cái dây chỗ cái co sắt ra, rồi thụt cái chữ T vô, rồi lấy cái dây rút đã gắn cái đầu chữ T, còn cái đuôi chữ T gắn vô trong cái boe là xong. Còn đa số tất cả anh em, số anh em là thắc mắc cái vấn đề này nhiều nhất, thắc mắc là cái cách làm của cái xe mà quay quay ớt, quay a, quay cream cream, rồi quay rsx, rồi những cái con xe số rất là nhiều chủng loại, Jupiter hoặc là Asolo gì đó, thì đều cách làm giống hệt như cái này. Có số xe thì người ta có một cái lỗ ở chân này, ở cái chân lỗ dùi đó, anh thấy cái lỗ dùi có lỗ thì anh em không cần dùi, nếu không có lỗ thì dùi có co sắt thôi, đơn giản thôi. Mà những cái lỗ dùi này á, cái lỗ vấn đề dùi thì không cần chữ T nha anh em, dùi không cần chữ T, những mà dùi lỗ vô co sắt thì không cần chữ T. Nếu mà những cái nào có xe có cái co đó thì anh em dùng cái chữ T đặng nói nó tiếp nha thôi, mà không có thì không làm, không cần dùng chữ T, thì nó đơn giản gì đó. Rồi hôm bữa thì mình cũng có tháo cái con xe của mình ra cho anh em xem. Cái con xe Alex của mình đó cho anh em xem là nó như thế nào luôn. Mình quay cái hình lại thôi, giống cái gì quay cái hình cho nó nằm cho anh em dễ hiểu thôi. Nó gọi giờ anh em thấy như thế nào? Đây là con Alex của mình để anh em xem. Đó, anh em tự xem ha, cái cách gắn là nó vậy. Mình không đụng hình tới, mình đụng hình thì nó chợp, nó giật hoài anh em không thấy rõ, thì mình chỉ anh em chỉ xem rồi tự mà hiểu, mà mình không cần giải thích, mình giải thích thì nó mất thời gian lắm. Thì đa số đều những cái video trước mình giải thích cực kỳ cụ thể mình trên mô hình rồi, thì bây giờ mình làm trực mình chụp hình của xe mình lại trực tiếp cho anh em thấy luôn. Còn nếu mà anh em kêu, có số anh em kêu tại sao không làm trên xe, thì nói chung cũng làm xe tháo ra rồi nó lâu lắm, tháo ra từng con ốc rồi dặn một tay, nói chung mình có nên mình quay không có người phụ quay khó lắm.
Thì bây giờ mình là xe mình sao mình chụp hình đi chăng gì anh em thấy thì cũng dễ hiểu rồi, thì tự động anh em xem đi rồi hiểu đây là rồi nói mình nói thêm luôn, sẵn nói thì nói luôn, anh em xem đây là cái phiên bản gốc của mình, cái phiên bản lúc mà học được từ văn nõn thì mình đã làm, đây là phiên bản lò xo trái đạn anh em, đây nói cái chữ T của mình nè, nói chữ T đó anh em thấy mình làm rất là thô sơ không, rất là thô sơ, mình dùng keo AB mình dán nè, mình làm tự tạo cái van, cái co T, cái chữ T luôn á, rồi mình dùng những ốc cao su thường thôi đó, gắn vô được tới bây giờ là mình chạy gần gần 4 năm 4 tháng mấy gì rồi, 4 tháng mấy gì rồi mà mình vẫn để cái phiên bản này gì luôn chạy luôn, đang để làm cái gì, tại sao mình không thay, là mình muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy là làm vô chạy được từ lúc gắn cho tới bây giờ là 4 tháng mấy mình chạy hàng ngày đó, là xe mình vẫn bình thường vẫn ổn định. Nếu anh em không tin thì anh em cứ xem cái clip đầu tiên mình nói là gắn bộ tiết kiệm xăng cho chiếc AB đó, anh em thời kêu xem thời gian là ngày mấy tháng mấy đó, rồi anh em xem coi có giống cái bộ này không đó. Rồi tới cái ngày thời gian mới gần 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 Tết, cận Tết gì đó 27 28 gì đó, mình có làm một clip là nói anh mình nói là mình tháo xe để mà gắn lại cho anh em xem, anh em thêm từ cái lúc mà mình gắn cho tới cái lúc mình tháo ra anh em xem thời gian là bao lâu mà xe mình vẫn chạy bình thường, nó mình không hề nói gạt hay láo anh em để mà câu like gì đâu, mình nói cái mình làm vấn đề đây mình chỉ xuất phát từ cái tâm mình thôi, cho chuyện bà chuyện cái hay cho anh em kinh nghiệm cho anh em thôi, giả dụ bây giờ mình làm như gì mình đem làm hết trơn chị, mình đem vô hộp mình bán lại cho anh em mỗi bộ khoảng cỡ trăm trăm ngoài gì đó, 101 102 đó, thì nghĩ anh em nghĩ là mình khỏe không đó, mình ngon không đó. Chắc chắn là bán cái trăm mấy là 101 102 là anh em mua liền không có cần phải nói luôn, tại vì nó tính luôn tiền bưu điện rồi tiền ship thì nó giá thành cũng không cao, giá thành bộ này chừng cỡ mình làm anh em làm xịn luôn cái chừng 40.000 không có, tính tiền ship khoảng chừng 20 30 gì đó, mình bán khoảng cỡ là nói chung tổng chi phí khoảng 70 gửi đi luôn đó, làm nó lại đó là làm xịn em, dây tốt mà co tốt, co sắt co bằng thau luôn tốt đó, đó. Là mình bán cả trăm mấy thì em dĩ nhiên anh em mua liền, nhưng mà tại sao mình không bán mà mình không không giấu nghề để mình bán lại cho anh em à, mà tại sao mình phải chỉ cực khổ cho anh em lại, rồi mình anh em có số anh em không hiểu anh em còn ném đá chọi đá chửi bới mình những câu khó cực kỳ khó nghe à, mình làm bằng cái tâm mà cuối cùng mình được cái gì, mỗi một ngày thì mình phải trả lời cả trăm bảy tám chục tin nhắn, cả trăm tin nhắn qua Zalo, rồi có số anh em gọi làm được gọi cho mình nữa, mình tốn thời gian mình tư vấn anh em thì mình được cái gì, mà tại sao anh em không hiểu cái vấn đề đó, anh em làm anh em có lợi cho anh em thôi chứ mình có làm cái gì đâu mà anh em chửi bới, có những anh em mà đúng là không có một cái chí gọi là trí thức của, bởi vì người Việt Nam như vậy mà không bao giờ phát triển nổi, người ta làm thì phải học hỏi hoặc là thấy cái gì hay mình làm thử đi, chừng nào thất bại hết vấn đề đó nó sai quy cách mà nó chửi ném đá người ta vô là chửi liền không hiểu gì hết, mình làm được cái gì, có số anh em nói là câu like đi à, câu like đi làm cái gì cực khổ đi, có cái gì được cái lợi ích gì đâu mà câu lo câu like, cái vấn đề bây giờ kiếm tiền trên YouTube anh em nói bộ dễ lắm sao, YouTube mới ra thì cái vấn đề mới là phải cần 1.000 người đăng ký rồi phải là 4.000 giờ 4.000 tiếng đồng hồ xem của cái trang đó, 4.000 tiếng đồng hồ mọi người xem 4.000 tiếng đồng hồ đó là cái like cái trang đó mới được chấp nhận, mới được YouTuber chấp nhận cho để mà cái trang nó đi kiếm tiền đó. Rồi chưa xong đâu, mỗi một cái video anh em đăng á, là cái nó sẽ có một cái quảng cáo ấn vô trong đó, nhưng mà anh em có ai mà đã từng xem cái quảng cáo không, đang xem video bật quảng cáo thấy nóng rồi giờ thì hết thời gian bấm bỏ không, bấm bỏ vậy là người đang quảng đăng đăng video không có đồng nào hết, chừng nào anh em xem video người đó mới có tiền đó, mình chỉ nói với cái vấn đề bức xúc vậy thôi chứ mình không có làm video này trên những cái mục đích gì, mà chỉ muốn truyền những cái gì mình học được cho anh em để mà anh em biết vậy thôi. Đây là ở đây bảo hỏi cái này mình có đăng cái video mà nói về cái mình tháo xe mình đó. Đó. Nó anh em thấy xe mình bảo hỏi mình ta. Nó phải đúng 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 là xe mình hay không,
Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề là có số xe là chỉnh garanti không được. Chỉnh garanti không được như thế nào đó? Đó thì đa số cái xe số thì tất cả mọi xe số đều giống giống gì anh em cứ coi nha, mình chấm cái là khoa chấm mấy chỗ chấm chấm đỏ là khoan, chấm đỏ là khoan rồi là khoan rồi lấy dây dẫn vào y dịch gì đó anh em cứ nghĩ đi xem đi, nguyên lý của nó là vậy, chấm hai chấm là khoan hai chỗ rồi khoan xong lấy dây dẫn vô đơn giản gì đó, anh em không hiểu là mình bó tay luôn. Rồi bây giờ có số anh em á chỉnh rồi thì có số anh em không hiểu là cái chỉnh garanti như thế nào, thì đơn giản thì anh em cứ gắn vô rồi xe anh em cứ chỉnh làm sao thì anh em cứ y chang vậy đi, đừng có ấy không gắn vô rồi để y chang vậy, rồi anh em xả cái kim gió ra khoảng cỡ nửa vòng xả thêm nha, đúng như phiên bản gốc vậy đó nên lại nè nó này mờ quá lấy cái kim gió đâu đây nè, nó chỗ này nè đó kim gió vô đó đó. Xe của anh em chạy garanti rất là ngon, một khi gắn cái bộ tiết kiệm này vô nó sẽ chạy lớn hơn một tí, mình khẳng định là nó chạy lớn hơn một tí. Đây bây giờ thấy rồi đó ha, đó đây là cái kim gió, đây là anh em thấy cái kim không, đó kim gió và cái kim ga gì đây, giờ anh em giờ thấy nè cái kim gió và kim ga, một khi anh em gắn vô rồi nó chạy lớn hơn tí. Rồi anh em giữ nguyên hiện trường đừng có đụng chạm cho nó, bắt đầu lấy cây vít ba ke đó dặn cái kim ga vô một tí cho xe tiếp tục chạy lớn hơn tí xíu nữa, rồi anh em xả cái kim gió ra, cái kim gió khoảng nửa vòng ra xả thêm nửa vòng nữa, từ từ anh em chỉnh từ từ nửa vòng rồi tới một vòng, rồi một vòng giữ là nó dao động tới đó thôi, phải cỡ hai vòng, nói chung là tối thiểu là hai vòng, dặn ra nửa vòng vòng 7 vòng 8 tới hai vòng đó, rồi cái khoảng nó nằm ở khoảng đó là đơn giản gì đó là anh em có garanti được rồi đó, rồi anh em lên chỉnh ga chỉnh đi xả cái kim ga garanti thì anh em đơn giản có garanti ngon. Đó là những cái chiếc xe mà mình là xe chuẩn nha, xăng gió ổn định, còn những có số xe là nó bị hao mòn này đó, nó hao mòn này nọ thì anh em phải chỉnh kiểu khác đó, nói chung là anh em cứ siết kim gió lại rồi dặn ra từ 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 từng nào mà nó chạy tới mức độ nó mịn ga đi vừa nghe vừa coi được đó, thì anh em dừng lại thì lên xả cái kim ga ga tí là được. Có số xe thực tế anh em nói đúng, rất là khó chỉnh tại vì nó bị kim nó gió nó bị cái bộ cơ chế hòa khí nó bị bình xăng con nó hao mòn theo thời gian đó, cho nên anh em phải chỉnh bằng cái cảm giác của mình, vừa chỉnh rồi xong phải chạy thử một hai cây số rồi lên chỉnh lại đó. Là nói chung là anh em cứ tóm lại là anh em cứ giữ nguyên lúc đầu xe anh em chạy sao thì gắn vừa rồi giữ nguyên vậy, rồi chỉ xả kim gió ra nửa vòng hoặc là vòng gửi hai vòng gì đó là đơn giản vậy thôi là chạy ngon. Gọi lên chạy thử rồi được thì giữ nguyên, không được thì xả tí hoặc là siết vô tí nữa, nhưng mà anh em nhớ là trước khi anh em chỉnh á thì anh em cho xe nó chạy thì anh em phóng xe lên chạy chạy thử vòng vòng hai ba vòng gì đó rồi rồi anh em hả chỉnh garanti thì nó ổn định hơn. Rồi một khi mà nó đã ổn định rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái nguyên lý là cái xe tại sao bây giờ nhà sản xuất người ta đã làm ra được, người ta tính ra được tại sao nó đơn, bây giờ gắn bộ tiết kiệm xăng đơn giản có làm gì đâu, chỉ là đưa gió vô trong bồn đốt thôi, đơn giản vậy mà tại sao nhà sản xuất nó không chịu làm mà mình phải làm. Có số anh em chắc chắn phải hỏi gì thôi, mình khẳng định là anh em phải hỏi gì. Rồi bây giờ mình sẽ nói cho anh em nè.
nhà sản xuất kỹ sư người ta tính được là cái chiếc xe người ta mới sản xuất ra là người ta tính là nó phải cần bao nhiêu gió, cần bao nhiêu xăng và cái lỗ xăng nó là bấy lớn, cái lỗ gió nó bấy lớn là nó vừa rất là vừa xe mới rất là vừa. Rồi người ta sẽ trừ hao một chút gì đó, một chút để mà người ta bao luôn vấn đề là chở nặng rồi đi phượt, đi đường xa đi 200-300 km gì đó người ta trừ hao một tí. Là chuẩn không có sai. Nhưng mà anh em nói là tại sao nhà sức làm không được, nó không tính nó. Rồi bây giờ nhà anh mình anh tôi hỏi anh em, nhà sản xuất có tính được là xe anh em chạy 5 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm rồi cái kim xăng, kim gió nó hao mòn, hao mòn. Xăng nó sẽ ra chảy nhiều, gió sẽ vô nhiều, nhà sản xuất có tính được không? Anh em trả lời tôi xem, có tính được vấn đề đó không? Anh em mạnh miệng nói lắm rồi cho tôi hỏi anh em, anh em trả lời tôi coi, tính được không? Xe anh em chạy 5, 7 năm, 10 năm gì đó, rồi cái bình xăng con rồi cái bét xăng rồi cái kim xăng rồi cái hít lơ nó bị mòn, nhà sản xuất có tính được hay không, được không, trả lời giùm. Hở cái nói như là nhà sản xuất tính được, tính không được, làm giỏi gì rồi phá hư cái thiết bị. Tỷ lệ hòa xăng và gió 1 gram xăng là bằng 12 cho tới 14 gram gió là tỷ lệ hòa của nó. Là 1 gram xăng là phải hòa với 12 cho tới 14 gram gió tùy theo chở nặng hoặc là chở nhẹ, mức độ đó. Là chuẩn nhất, đó là phiên bản tốt nhất của nhà sản xuất tính ra. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giải thích tại sao luôn cho anh em không cam tâm thì mình sẽ giải thích luôn. Mình hỏi bí anh em vậy anh em chắc cũng bực bực mình lắm rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ giải thích là như thế nào. Nhà sản xuất lúc đầu sản xuất một cái lỗ, thí dụ cái lỗ của cái bét phun gà kim phun hoặc nói chung mình đại loại nói là cái những cái lỗ đi cho anh em dễ hiểu, nó vòng vòng cũng mất thời gian lắm. Cái lỗ gió, cái lỗ xăng là nó phun ra 1 gram xăng là cái lỗ gió nó hút vô khoảng từ 12 cho tới 14 gram gió, tự nó dao động từ lúc mà phản nó dao động vậy. Rồi bây giờ anh em nghĩ cái lỗ kim xăng nó chạy một thời gian 5-7 năm nó mòn rồi bắt đầu là nó sẽ hút vô là phải có 1,2 gram tới 1,5 gram, nói chung là 1,2 gram 2 tới 1,5 gram xăng. Lỗ kim xăng nó mòn mà nó phải hút vô nhiều thôi, chạy phun anh em nghĩ là xăng phun với một cái bét phun hoài gì đó rồi anh em lên ga nè, ga hiện hiện lên hoài nó thời gian sao khi mòn cái kim xăng thôi, cái xăng rồi nó sọt lên sọt xuống, cái kim nó sọt lên sọt xuống hoài với cái chích lơ mà nó không bị mòn cái kim mới lạ đó. Mòn thì dĩ nhiên lỗ bự ra xăng lên nhiều thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói nè, cái lỗ kim xăng nó lên mòn như vậy, nó lên thí dụ bây giờ là người ta quy định là 1 gram xăng là phải 12 tới 14 gram gió, nhưng bây giờ một cái lỗ kim xăng nó mòn là bây giờ nó lên là không còn 1 gram nữa mà là lên 1,2 gram tới 1,5 gram. Bây giờ giả dụ mình lên một gram 1,2 gram tới 1,5 gram đi, bây giờ giả dụ 1,5 gram đi, 1,5 gram xăng là anh em nghĩ có bằng bao nhiêu gram gió? Đó, phải là bằng cỡ 18 19 gram gió. Tại vì 1 gram xăng là khoảng cỡ 12 gram gió tới 14 gram gió, mình tính lấy là tính mình tính cho tính luôn 10 12 tính 13 đi, chính giữa thì lấy 13. 1 gram xăng là 13 gram gió là tỷ lệ đó là máy hòa trộn đúng tỷ lệ đặng nó đưa vào bồn đốt, đốt phải thì hợp. Thời gian sau xăng lỗ xăng những cái lỗ xăng bị mòn nó lên là 1,5 gram gió, 1,5 gram xăng. Nhưng mà cái 1,5 gram xăng rồi cái bên cái gam bên gió, bên lỗ gió nó mòn cỡ nào, mòn nó mòn đường nào, nó mòn không bao giờ mòn theo kịp xăng hết, không bao giờ mòn luôn, nó mòn không nhiều luôn chứ đừng nói chi mòn nhiều. Gió thì nó tỷ lệ nó có đâu có gì hao mòn bao nhiêu đâu, nó gió nó chủ yếu là nó mở bằng cái đồng tiền nó đồng tiền nó hút gió vô bằng cái đồng tiền nó mòn là nó hút gió vô cái tỷ, nói chung là cái piston nó hút, lực hút của piston á đẩy lên đẩy xuống nó hút gió vô hầu như là không thay đổi luôn chứ không mòn gì bao nhiêu chứ. Thì anh em nghĩ coi, gió là không có thay đổi gì mấy mà xăng thì đã thay đổi rồi, xăng là có thể tăng lên gram 2 đến gram rưỡi, gió bắt buộc là phải tăng lên từ 18 gram mới đủ cung cấp cho là 10 12 thì 12 ủa 1 gram 1,5 gram xăng, 1,5 gram xăng bị mòn mà lên đến gram 2 đến gram rưỡi rồi
là bên đây là bắt buộc từ 16 cho tới 18 gam gió, nhưng mà hầu như là cái gió của mình không có được, không bị mòn gì mấy. Cho nên từ vấn đề đó là mình phải dư xăng mà thiếu gió, thì dĩ nhiên là xe của anh em phải hao xăng. Từ đó mình sẽ lấy một cái nguồn gió sạch từ boe, mình cấp trực tiếp vào buồng đốt, không thông qua cái bình xăng con. Đó là cái nguyên lý cân bằng xăng gió. Ý đại ý của mình nói đây là xăng thì nó mòn, nhưng mà gió thì bên đây nó cũng mòn, nhưng mà nó mòn không theo kịp xăng, tại vì bên đây cái lỗ xăng rất là nhỏ mini đó, tỷ lệ của nó là một thôi, nhưng mà nó chỉ mòn một tí xíu thôi là nó lên thêm, nó phải mòn một tí xíu thôi là nó sẽ tăng lên từ 1,2 tới 1,5 rồi. Nhưng mà bên đây gió nó là 12 tới 13, cho dù nó mòn tí xíu nó lên cũng cỡ bao nhiêu, 14 15 thôi, 16 thôi. Nhưng mà cần, nó cần ở bên đây là nó cần bên đây là phải 18 tới 19 20 nó mới đủ cung cấp cho 1 gram 1,5 gram xăng này. Từ vấn đề đó là xe anh em hao xăng vì vì nguyên nhân thiếu gió, vậy mình phải lấy gió từ boe lắp qua đó cho nó cân bằng lại là xe anh em sẽ mạnh, chạy tốt, bền theo thời gian. Đó là nguyên lý. Rồi nó tiếp theo là tiết kiệm bao nhiêu là đủ, tiết kiệm bao nhiêu là đủ. Rồi anh em nghĩ mình sẽ lấy cái tiết kiệm của xe tay ga là tiết kiệm của lấy cái mẫu của là phun xăng điện tử làm chuẩn. Phun xăng điện tử chuẩn nhất hiện bây giờ là tiết kiệm nhất là chỉ có chiếc Vision thôi, Vision của Honda là nó có thể chạy lên được đầu năm là khoảng cỡ 52 53 km gì đó. Khoảng nên là nói chung bình bình là nó thử nghiệm là khoảng cỡ 52 53, nhưng mà chạy thực tế chắc cũng cỡ hàng năm 50 51. Nhưng mà có chiếc tay ga nào anh em là có thể mà chạy được đầu năm không? Thậm chí gắn bộ tiết kiệm xăng này vô thì nó cũng là tối đa là bản thân, có số người anh em nói thì lên được đầu năm, nhưng bản thân chính mình thử nghiệm thì mình cũng không có, chưa được lên tới đầu năm, tại vì mình tính rất là kỹ lưỡng, mình trừ hao này nọ, mình không có tham, mình luôn luôn lúc mình lấy mức độ chuẩn thôi. Đó, chiếc Adila thì nó cũng chạy lên được tới đầu 4 thôi, mình hôm hỏi mình thử nghiệm là 4 4 4. Anh em nghĩ là cái chiếc xe phun xăng điện tử là kỹ sư nó đã tính. Bây giờ anh em nói một kỹ sư tính giỏi thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem là kỹ sư tính gì, họ tính giỏi như thế nào. Kỹ sư tính giỏi thì họ đã tính được chiếc xe phun xăng điện tử, họ tính độ nặng độ nhẹ như thế nào, nó họ phun ra nghĩ ở bộ chiếc phun xăng điện tử là họ tính rất kỹ. Bây giờ mình sẽ lấy cái độ tính của kỹ sư ra mình áp dụng xe mình. Đây giờ là cái tỷ lệ là phun xăng điện tử rất là chuẩn rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái độ tiết kiệm xăng của mình làm cho nó tiết kiệm gần bằng tới phun xăng điện tử là xe mình sẽ không bao giờ bị hư hại. Tại sao? Tại bên chiếc bên kia, chiếc Vision bên kia nó cũng là 110, nhưng mà nó chạy được đầu năm khoảng cỡ 50 51 52 km một lít xăng, thì xe mình cũng làm sao cho nó chạy giống như là vậy, khoảng cỡ lên tới là bốn mấy 50. Thì anh em nghĩ xăng gió nói bên kia chạy được 50, bên này mình cũng chạy gần tương ứng 50, thì làm gì xe mình nó thiếu xăng thiếu gió mà nó hại được, nó hại cho động cơ được. Tại thằng bên kia là nó đã dùng điện tử nó tính, nó chạy được 50, thì bên đây mình cũng làm sao cho nó chạy tương ứng từ thấp cho thấp, không bao giờ chạy hơn được. Nó phun xăng thử là không không bằng khi nào bằng đâu, mình gắn tiết kiệm xăng lên cũng không bằng nổi nữa. Thì bản thì làm sao mà xe mình hư thiếu xăng dư dăng dư gió như anh em nghĩ được. Đó là nguyên lý. Rồi bây giờ nói về xe số, xe số những chiếc quay quay alpha rồi đó, nó chạy cỡ là 6 70 70 80 gì đó, bảy cỡ 70 luôn đó. Rồi xe những cái xe anh em tha một thời gian anh em gắn vô, anh em có chạy cũng có tự cỡ 6 7 68 69 65 gỡ lại 66 67 gì đó, làm sao được chạy được 70 bằng cái xe mà quay alpha mà anh em sợ hư nóng máy hao hết xăng nóng máy. Nó anh em nghĩ những cái nguyên lý mà nói nó có đúng hay không đó, có đúng hay không, anh em tự suy nghĩ đi, mình không cần phải mà nói như xấu xa. Những anh em nào mà ham chữ thích chữ thì hãy lắng nghe cái luận giải của mình có đúng hay không, rồi hả ném đá người khác vô tội vạ nha. Có bởi vì đất nước không phát triển là bởi có những anh em mà ham ăn mà hốt nói mà không có xem trước xem sau gì, trong khi người ta làm mà cái tâm của người ta không có vụ lợi gì hết, người ta muốn cho một cái những đất nước
nó hơi xa quá, nhưng mà nói những người ta thu nhập thấp, ta chạy xe cùi, xe bắp, chở hàng hoặc là công nhân thợ hồ đó, ta có một cái tiết kiệm cho chi phí gia đình, mà trong khi đó anh em không làm thì thôi đi, mắc mớ vô mà chửi bới làm cho những người khác là nhục chí gì, người ta còn có lòng tin người ta làm nữa không, nó vô tình mình hại người ta. Ở đời mình phải có cái tâm một tí, mình không đi chùa nhưng mà mình làm cái gì đó có lợi cho xã hội thì mọi người sẽ cảm kích, là ta học hỏi đó, ta làm có lợi cho chi tiêu gia đình người ta. Đó là tất cả những gì mình muốn nói với anh em vậy. Chứ mình làm cái này là mình chỉ làm bằng cách tâm thôi, mình muốn làm một cái gì đó cho nhiều người làm, để mà nói chung là vấn đề này á mình chỉ học thôi, mình học lớn của Văn Nõn Cà Mau, rồi xe mình gắn vô mình chạy thấy rất là ngon, rồi mình đã chạy thử thí nghiệm, chạy thử gắn vô chạy phản khởi gần 2 tháng mình mới đăng clip lên, chứ không phải mình thấy ngon mình đăng liền. Tại vì mình đăng lên rồi thí dụ mình háo mình ham mình đăng như rồi nó xe mình nó không ổn định, như vậy mình đăng mình vô tình mình hại mấy trăm anh em, nó không phải là mình, cho nên mình thấy nó chạy một thời gian khoảng gần 2 tháng mình mới dám đăng clip, là mình thấy chung ổn định mới đăng. Tới bây giờ 4 tháng mấy gì rồi mà xe mình vẫn chạy ngon ổn định, có khi mình chạy gần 6 lít xăng luôn đó, gần 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 6 lít, chạy gần 200 mấy cây, 230 240 mà xe mình cũng vẫn bình thường, không có nóng quá mức độ cho phép. Rồi anh em hỏi nóng hay không, xe gắn rồi chạy đường trường có nóng hay không, nóng hay không nóng thì hồi nãy giờ mình đã phân tích cho anh em hiểu rồi đó, làm gì mình có thể là chạy hơn được cái độ cho phép của hàng phun xăng điện tử bên kia, chừng nào mình chạy hơn nó đi mình hãy tính đó, mình chạy chưa hơn nó là dĩ nhiên xe mình vẫn nằm ở mức độ cho phép của thông số nhà sản xuất, không khi nào vượt qua được, mình không cần lo đó. Rồi vấn đề mà nói đi nói lại, tại sao anh em gắn cái bộ này không có được 40.000 nữa, chi phí đầu vào không được 40.000, rất là dễ gắn không có tốn bao nhiêu tiền, người ta chỉ miễn phí cho anh em mà anh em chửi bới, tại sao anh em không những cái bộ tiết kiệm xăng của Hoàng Sơn, ví dụ Hoàng Sơn nè, anh em gắn thời gian đi, mình không phải là mình nói này nọ mà có số anh em là được comment lên trực tiếp cho cái trang là tiết kiệm xăng Hoàng Sơn, họ nói là gắn vô chạy không ngon, gắn vô chạy dừng 1-2 tháng cái lọc gió nó bị bụi vô quá hư, không gió không vô được chứ nó chết máy, hoặc là nó chạy nóng máy đó, hoặc là gió vô nhiều quá nó nóng máy nóng đó. Rồi thí dụ như bộ tiết kiệm xăng của Văn Xuyến, thầy Văn Xuyến đi đó, người ta làm 1 triệu mấy một bộ vậy, rồi đệ tử của thầy Văn Xuyến là làm 700-800 một bộ, tại sao anh em không chửi bới họ hả, mà anh em đi đi chửi bới những người ta có cái tâm, ta làm không ăn tiền không này nọ, thì chỉ bằng cái tâm mà anh em chửi bới, giả dụ như vậy. Thì tất cả những cái gì mà thắc mắc thì anh em nên là xem video của mình tập 1, tập 2, mình đăng nhiều clip, anh em lên đừng có xem một cái video thì anh em nói là tại sao không có làm gì, không làm gì, anh em mình đăng đâu phải một video đâu, video thì mình nói về vấn đề này, video thì mình nói về vấn đề kia, chỉ cho anh em, chứ đâu phải là video một cái video mình báo hết trơn được tất cả đâu, anh em phải là xem nhiều cái nó thì anh em mới 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 mới, mới hiểu được cái toàn bộ cái quá trình lắp ráp này nọ. Thì trong tương lai thì mình sẽ mong được nhận được cái nhiều cái ý kiến đóng góp của anh em cũng như là của mình cũng như là của anh em gần xa, để mà cho cái anh em mình có cái sự hiểu nhau hơn, chia sẻ nhau hơn. Nếu anh em thấy cái video này nó hay á thì bây giờ mình cũng không biết nói gì hơn, anh em là mình mong muốn là anh em thấy cái video này nó hay, hoặc là bản thân anh em làm được cái bộ tiết kiệm xăng cho bản thân mình, cho người thân của mình, anh em làm thành công rồi thì anh em nên chia sẻ cái clip hoặc là chỉ lại cho nhiều người bạn bè của mình đó xem, và lấy kinh nghiệm anh em làm được đó anh em chỉ cho họ, chỉ cho những người ta làm hồ hoặc là sinh viên nhân viên đó, chỉ cho những anh em mà ta chạy bình xăng con đó, đừng có chỉ cho những người anh đi SH, ta mấy người đó ta không có cần đâu, ta dư tiền mà ta đâu cần bộ này làm gì. Thì mình nói lại lần nữa là tất cả những cái dòng xe quay riêng
Jupiter rồi Solo hoặc là tất cả những cái dòng xe nào của hãng nào không cần biết, yêu cầu chạy bằng bình xăng con là có thể lắp cái bộ này vô được hết. Đó, anh em nghe nhớ kỹ, chạy bằng bình xăng con là đều lắp được hết, bằng giò xe đạp cũng được, bằng lò xo chế đạn cũng được, y chang nhau, cách chỉnh và cách làm cũng giống nhau, chỉ có khác cái chỉnh garanti thôi. Là nhầm xe thì nó bộ chế quả khí nó hao mòn, chỉnh hơi lo hơi khó một tí nhưng mà cũng vẫn chỉnh được, không gì khó. Anh em tự chỉnh rồi tự nghiên cứu, chạy chạy thử rồi xả kim gió gần tí hoặc là siết kim gió vô một tí thôi. Đó, rồi vậy là ngon thôi chứ không có gì. Rồi mình nói thêm cái lặt nữa là anh em chỉnh rồi anh em đứng cái sau cái bô đó, anh em cảm nhận cái mùi xăng nó thoát ra ngoài, cái mùi khói đó. Anh em cảm nhận chừng nào mà cái độ nó không khói phun ra, nó không có mùi hôi xăng là ok, đã đến đạt định được 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 đỉnh rồi đó. Tại mình chạy ra đường mình cảm nhận là xe chạy cái dèo ngang là thấy đi sau nó là chạy qua mặt nó là khói sau lưng nó có cảm nhận có mùi xăng. Nhưng mà xe của mình thì hầu như là nó mùi xăng nó đã triệt để khoảng cỡ tám mấy phần trăm so với những xe đó. Đó là cách. Còn kiểu mà xe anh em chỉnh mà nó chạy đang chạy lớn gì cái buông ra nhỏ xuống nó cái bô nổ mặt bạn nó bụp 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 là cái vấn đề đó là nó bị là dư xăng, anh em chỉnh dư xăng đó. Là tại sao dư xăng nó nổ bụp bụp? Em đang dặn ca lớn thì lên cái thì xăng nó sẽ hút lên rất là nhiều phải không? Mà anh em giảm ra nhỏ lại. Đó, rồi là xăng nó vẫn còn nó dục lên nhưng mà nó cháy chưa hết đó. Nó cháy chưa hết. Rồi cái piston nó dòng hơi lên cái đoạn nó đẩy xăng ra đường cái ống bô. Trong cái ngoài cái ống bô nó vẫn còn cái hơi nóng đó, xăng ở trong trong cái ống bô nó nóng, gặp hơi nóng tiếp tục nó bốc cháy. Bốc cháy từ đó nó sinh công, nó sinh cái lực ra. Lực nổ bùm 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 bùm, đó là sự dư xăng. Đó, rồi anh em chỉnh thiếu xăng đó là sao? Chỉnh thiếu xăng là anh em chạy nó bị sốc bực. Anh em đang chạy ra lớn cái đầu gặp ổ gà hay gì đó. Anh em giảm ga lại sốc bực gì đó hoặc là sốc bực, sốc ổ gà hoặc là lên chân cầu gì đó, xuống dốc cầu của anh em tốt ga lại đó thì nó tắt tắt máy, là chỉnh hơi bị thiếu xăng tí. Nó là hai cái lạch để cho anh em biết xăng dư và xăng thiếu. Thì nói chung là cũng không biết nói gì hơn. Thì nếu anh em thấy hay thì anh em hãy đăng ký cái kênh của mình, đăng ký và giới thiệu cho nhiều người xem để họ biết, để mà họ có cái tiết kiệm cho mình tự làm, tiết kiệm cho gia đình mình. Nếu anh em có thắc mắc gì anh em cứ vào Zalo của mình để mà xem, để mà trao đổi trực tiếp với mình. Zalo của mình là 0927 084 300, 0927 084 300. Mình luôn luôn lúc nào cũng rất là nhiệt tình mà trợ giúp anh em. Rồi thì cũng như đã hứa với một lần, có một lần nào đó thì mình đã hứa nói với anh em là mình sẽ giới thiệu cho anh em cái vấn đề là gửi hình hoặc là gửi video từ cái điện thoại Android, chạy Android đó, qua cái điện thoại chạy iOS. Là nói chung là điện thoại, từ điện thoại Samsung, Oppo hoặc là Nokia hoặc là Xiaomi gì đó, mình gửi qua hình ảnh, gửi video qua cho iPhone, gửi trực tiếp qua cho iPhone với tốc độ rất là nhanh, tốc độ như là tên lửa gì đó. Thì cái mình tính làm, nhưng nói làm luôn trong video này, nhưng mà bây giờ video này nó dài quá thì chắc có lẽ là mình hẹn lại sau cho anh em cái video lần sau. Nhưng bây giờ thì giả dụ bây giờ mình muốn gửi cái co nó mình muốn gửi cái co sắt này cho bây giờ anh em thấy cái bây giờ mình muốn gửi cái co sắt này qua cho cái iPad của mình. Nó cái iPad của mình nó thì bây giờ mình sẽ gửi cho anh em xem. Đây, mình sẽ gửi cho anh em xem. Để lần sau mình có thể mình chi tiết hơn cho anh em, chứ lần này mình không đủ thời gian. Bây giờ mình sẽ thử nghe cho anh em xem trước đi. Bây giờ mình sẽ gửi qua cái iPad của mình cho anh em xem với một cái tốc độ chóng mặt.
Rồi kết nối với IOM. Rồi. Trời ơi. Bấm một bấm lộn. Bữa nay bị gì? Gì mới đúng nó rồi anh em thấy không? Nãy giờ mình bấm lộn thôi, anh em mới gửi cái dèo quá thấy ghê không? Nhanh cực kỳ không? Ừ, giờ nó qua nè. Rồi bây giờ anh em mình sẽ cho anh em thấy là đây anh em thấy không? Thấy cái coi xăng không? Cái coi xăng mình đã được gửi qua nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục gửi cái clip cái video. Đây là gửi video. Anh em có thể gửi ứng dụng nè, ứng dụng anh em có gửi điện thoại qua đi nè, gửi video nè. Gửi ứng dụng nè, gửi nhạc nè, gửi ảnh nè. Bây giờ mình sẽ gửi video cho anh em xem. Nhưng mức độ nhanh nên là ứng dụng, thí dụ ứng dụng từ máy này có thể chuyển qua máy kia đó. Là những cái máy Android nha, ứng dụng thì ứng dụng của Android, còn iOS thì mình chỉ gửi được video hình thôi. Tại vì video iOS nó không, iPhone và iPad nó không có nhạc, mình không có gửi được. Mình chỉ gửi hình, gửi video cho iOS thôi. Mình sẽ kiếm một cái video mà nó cũng dài dài đi cho anh em. Đây mình sẽ gửi cho anh em xem một cái video nè, đây là cái video nè, đây nè. Nó 60 nè, anh em thấy không? Nào thấy cái video đâu? 66 m. 66 m gửi qua. Anh em nếu bắn bắn Bluetooth thì cỡ nào? Anh em thấy nó chạy không? Chạy tốc độ chóng mặt không? Chạy tốc độ cực kỳ không? Vút 28 30 31 32 33 4 5 6 7 8 9 40 41 42 43 44 mình đếm không kịp luôn, 50 51 52 53 54 58 9 60 đếm không kịp luôn á. Rồi xong. Anh em thấy thấy nhanh khủng không? Đó, anh em thấy là tốc độ nó nhanh kinh hoàng khiếp vía chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vào mình xem cho anh em xem là cái những cái video, bây giờ mình sẽ chứng minh cho anh em thấy là mình sẽ cho anh em xem là cái iPad của mình nó có cái video nãy mình vừa gửi. Nè em thấy không? Đó gửi qua đó thấy không? Rồi có thể là lần sau thì mình sẽ cho anh em xem chi tiết cái cách cài là và cũng cách cài và cái cách gửi, cái cách gà cài và cái cách trao đổi nhau bằng cái đó. Thì bây giờ thì nói chung là cũng không biết nói gì hơn là rất là cảm ơn anh em đã xem cái video của mình.
Dạ nếu anh em thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để mà họ có một cái ấy cho bản thân mình có một cái cách làm và tiết kiệm một cái số chi tiêu cho gia đình. Bây giờ cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả các anh em đã ngồi xem trước cái màn hình Nam Minh, đã theo dõi video của mình. Và có thể là mình hẹn lại với anh em trong cái video lần sau thì mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thủ thuật hay hơn cho anh em. Thì anh em thấy hay thì anh em hãy đăng ký kênh của mình để mà nhận được những cái video mới nhất mình học của mọi người. Mình chia sẻ lại cho anh em những cái gì gọi là hay nhất. Lần sau thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà gửi hình từ hình và video từ cái Android, những điện thoại Android là Samsung hoặc là Asus hoặc là Oppo, Sony gì đó qua thằng iPhone hoặc là iPad. Là từ iPad có thể gửi ngược lại cho Samsung hoặc là Oppo gì đó. Rồi cái phần mềm tải video trực tiếp từ YouTube về cho mình sử dụng. Tải video từ YouTube về đó, lưu vào máy. Rồi còn nhiều thủ thuật hơn nữa. Thì anh em hãy đăng ký cái video kênh của mình để mà được xem cái nhiều video mà hữu ích hơn. Rồi mình sẽ chia sẻ những cái gì mình học, mình biết được cho anh em. Và bây giờ mình cũng không biết nói gì là chào tạm biệt anh em. Và chúc anh em một cái năm mới, năm 2018 là thật nhiều sức khỏe, gia đình vui vẻ và làm ăn phát tài. Mọi sự như ý. Tạm biệt anh em.